Hello, xin chào các bạn. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn về cách sử dụng của cái timer hẹn giờ 24 giờ của hãng Camso và mã là TP35N. Thì đây là timer hẹn giờ 24 giờ và bên trong đây là thiết bị, nó sẽ bao gồm bộ timer và nó sẽ đi kèm theo chúng ta là một cục pin nữa. Thì cái cục pin này nó sẽ có tác dụng là khi mà ví dụ như mất điện trong một thời gian thì thiết bị này, cái cục pin này nó giúp cho thiết bị vẫn đếm giờ được. Đó, nó sẽ có tác dụng là thời gian thực. Thì đây là bên ngoài vỏ hộp nó sẽ có một mặt kính này để bảo vệ cái đồng hồ bên trong, và phía dưới này nó sẽ có hai đầu dây để đấu dây. Bên này sẽ là nguồn điện vào, là S1, S2 là nguồn điện vào và L1, L2 là nguồn điện ra. Thì vào điện 220 và sẽ ra là tải điện 220 luôn. Đó, bên cạnh này nó có sơ đồ đấu dây này. Rồi đây là thông số thiết bị. Thì công suất ngõ ra là 15A ở 250V điện AC. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ mở cái nắp này ra. Rồi khi mở cái nắp này ra thì nó sẽ có hai cái đèn. Thì đèn bên power này thì sẽ là đèn báo nguồn, và đèn đỏ đèn bên này sẽ là đèn báo output, là trạng thái ra. Khi mà đóng tải đúng giờ thì đèn output nó sẽ sáng lên. Đó, bên này nó sẽ có một công tắc ở ba vị trí. Khi ở vị trí off này thì bộ hẹn giờ sẽ không hoạt động, và ở vị trí auto này thì nó sẽ chạy theo cái mức giờ chúng ta cài đặt, và ở vị trí on này là nó sẽ hoạt động luôn và không cần phải dựa vào cái thời gian chúng ta hẹn giờ. Rồi, còn ở phía trên này thì mình sẽ giới thiệu mọi người cách để cài đặt giờ. Thì mọi người sẽ chú ý ở đây nó sẽ có hai vòng. Thì vòng bên ngoài nó sẽ là từ 1 cho tới 24 đó, còn vòng bên trong thì nó sẽ là từ 1 cho tới 12 đó. Vòng bên trong thì nó sẽ từ 1 cho tới 12. Chúng ta sẽ cài đặt giờ như thế nào? Ví dụ hiện tại là 5 giờ chiều thì có nghĩa, ví dụ như hiện tại là sẽ là 6 giờ đúng tối. Đây, hiện tại 6 giờ đúng tối thì chúng ta sẽ set up như thế này. Đây là kim ngắn là kim giờ chạy ở số 6, và kim dài chạy ở phút là 6 giờ đúng. Rồi, mọi người chú ý thêm để phân biệt đây là 6 giờ tối hay là 6 giờ sáng thì chúng ta sẽ để ý thêm ở vòng ngoài này. Ví dụ hiện tại đây là 6 giờ tối, vì sao? Vì hiện tại ở cái điểm reset này là thời gian hiện tại. Đó, nó chỉ là 18 giờ, 18 giờ là 6 giờ chiều, nên là đây là 6 giờ tối. Còn ví dụ như 6 giờ sáng thì nó sẽ chỉ kim ở trong như vị trí này, nhưng mà ở vòng ngoài thì nó chỉ ở vị trí 6 giờ, đó là 6 giờ sáng. Đây, ví dụ như mình sẽ vặn cho các bạn xem. Rồi, ví dụ hiện tại đây mọi người thấy kim trong nó chỉ vẫn như vậy, nhưng kim ngoài nó chỉ ở vị trí là 6 giờ, nên đây là sẽ là 6 giờ sáng. Chúng ta sẽ phân biệt 6 giờ tối hay là 6 giờ sáng là bằng cái vòng ngoài này. Còn vòng trong này chúng ta sẽ xét thời gian hiện tại, nên cũng đơn giản như vậy thôi. Bây giờ mình sẽ tiến hành hướng dẫn mọi người cách để cài đặt giờ. Ví dụ như hiện tại là bây giờ là 6 giờ sáng, mình muốn thiết bị đến 7 giờ và sẽ tắt đi, thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Các bạn chú ý là tương ứng mỗi cái khúc ở phía ngoài này sẽ tương ứng với 15 phút. Nên là bây giờ chúng ta muốn bật đến 7 giờ tối thì chúng ta sẽ gạt. Đây, chúng ta sẽ gạt từ vị trí này. Rồi, thì khi thiết bị nó sẽ quay, đó, nó sẽ quay đến, nó sẽ bật đến 7 giờ và nó sẽ tắt đi. Rồi, cứ tương tự như vậy nó sẽ lặp lại hàng ngày. Khi chúng ta muốn khoảng thời gian nào bật thì chúng ta sẽ gạt khoảng thời gian đó ra. Rồi,
Bây giờ mình sẽ tiến hành là lắp pin vào và hướng dẫn mọi người cách đấu với nguồn điện, với tải. Rồi pin này mọi người mở nắp ra và cắm theo đúng cái chiều của nó. Rồi bây giờ mình đã lắp pin xong. Mọi người hãy lắng nghe là khi mà lắp pin xong á thì mọi người sẽ nghe cái tiếng lạch cạch, đây là đồng hồ nó đang đếm thời gian. Đó, hiện tại là đồng hồ đã đếm thời gian. Thì nếu mà chúng ta lắp pin như thế này và không cấp nguồn điện 220 thì trong một thời gian thì nó sẽ gây ra hết pin và làm cho đồng hồ chúng ta chạy sai đi. Đó, nên là mọi người chú ý khi không sử dụng thì chúng ta hãy tháo pin ra để nó không bị hết pin. Và bây giờ mình sẽ sử dụng thêm, đây là dây điện nguồn. Đây, mình sẽ sử dụng dây điện nguồn này, mình sẽ đấu trực tiếp vào cổng là L và N. Và mình sử dụng thêm một cái bóng đèn này để làm tải ở ngoài ra. Rồi đó, như vậy là hiện tại mình đã đấu nối xong đó mọi người chú ý, nó cũng đơn giản thôi. Bây giờ mình sẽ cấp nguồn điện vào. Rồi khi mà cấp nguồn điện vào thì mọi người sẽ thấy là đèn power, đèn xanh này nó đã sáng lên rồi, và đèn, và chúng ta sẽ chú ý là khi mà chúng ta gạt qua chế độ off này thì nó sẽ không hoạt động. Ví dụ như chúng ta để chế độ on thì lập tức tải ra nó sẽ sáng lên, đó là nó sẽ hoạt động và không theo cái thời gian cài đặt. Bây giờ để hẹn giờ chúng ta sẽ đưa về chế độ auto. Rồi bây giờ mình sẽ cài đặt giờ, ví dụ như mình cài đặt là đây là 2 giờ đúng, hiện tại là 2 giờ đúng, và mình muốn nó sẽ đây là 2 giờ đúng, và mình muốn sẽ nó sẽ bật cho đến 3 giờ. Từ 2 giờ đến 3 giờ thì nó tải nó sẽ bật, đó thì nó sẽ bật đèn. Thì hiện tại mình đã gạt lên đó, bây giờ mình sẽ giả dụ là quay đến 3 giờ. Đó, hiện tại là 3 giờ. 3 giờ là nó đã bật. Đó, nó bật đến 4 giờ là nó tắt. Đây. Đó, 2 giờ đã bật và đến 3 giờ là nó tắt. Đây là hiện tại mình đã gạt đây. Đó, thì cũng đơn giản thôi. Tương ứng với một khúc này là 15 phút, nên là chúng ta muốn bao nhiêu phút thì chúng ta gạt bấy nhiêu. Ví dụ như hiện tại mình muốn là từ 5 giờ chiều nó bật đến 6 giờ chiều thì bây giờ chúng ta sẽ gạt là 4 ngắn này, và khi thời gian đếm tới đây bây giờ nó sẽ xoay đến thời đồng hồ chạy hiện tại là đã đến 5 giờ và nó đã bật. Nó sẽ bật đến 6 giờ. Rồi, đúng 6 giờ nó đã tắt. Ví dụ như chúng ta có thể set up nhiều mất thời gian trong ngày, và ví dụ như chúng ta muốn là 9 giờ tối nó bật đến 10 giờ tối thì chúng ta sẽ gạt thêm. Đây, thì nó sẽ quay khi thời gian chạy đến 9 giờ. 9 giờ tối thì nó sẽ bật lên, hiện tại là 9 giờ tối, nó sẽ bật lên và nó chạy đến 10 giờ tối. Nó sẽ tắt đi, đó hiện tại nó đã tắt đi. Tương tự như vậy chúng ta có thể làm theo nhiều mốc giờ luôn, tuần tự trong ngày nó sẽ lặp lại hàng ngày luôn đó. Ví dụ như quay thêm, đây là hết ngày, qua ngày hôm sau nó sẽ tới đúng 2 giờ chiều và nó bật đến 3 giờ chiều. Đây là đến ngày hôm sau, bây giờ đã đến 2 giờ nó đã bật. Nó sẽ bật đến 3 giờ và nó sẽ tắt. Đó, 3 giờ, hiện tại là 3 giờ nó đã tắt. Và nó sẽ, khi mà đến 5 giờ chiều, nó sẽ bật. 5 giờ chiều bật và nó sẽ bật đến 6 giờ. Tiếp theo, đến 9 giờ nó sẽ bật. Và 10 giờ nó sẽ tắt. Rồi. Cái này nó hoạt động đơn giản như vậy thôi. Mọi người chú ý là ở vòng ngoài thì nó sẽ chỉ là thời gian buổi chiều hoặc là buổi sáng,
Ví dụ như cái này nó chỉ vào 22 giờ thì đây là hiện tại là buổi tối. Đó, rồi rất là đơn giản. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Nếu mọi người có thắc mắc gì có thể liên hệ comment bên dưới hoặc là liên hệ qua số điện thoại. Cảm ơn mọi người.